Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình và sự hoạt động của họ đều hoàn toàn bất khả đắc, thì các đại Bồ Tát vì ai mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát chỉ lấy thật tế so lường nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện nên biết, nếu hữu tình tế khác với thật tế thì các đại Bồ Tát không nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì các hữu tình tế không khác thật tế nên chúng đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa vì không làm hoại pháp thật tế an lập hữu tình làm cho họ trụ nơi thật tế. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hữu tình tế tức là thật tế thì vì sao đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không làm hoại pháp thật tế an lập hữu tình làm cho trụ nơi thật tế? Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa an lập hữu tình làm cho trụ nơi thật tế thì an lập thật tế làm cho trụ nơi thật tế. Nếu an lập thật tế làm cho trụ nơi thật tế thì tức là an lập tự tánh làm cho trụ nơi tự tánh, nhưng đúng lý thì không thể an lập tự tánh trụ nơi tự tánh. Như vậy làm sao cho rằng các đại Bồ Tát khi hành bát nhã và làm mật đa sâu xa để chẳng làm hoại pháp thật tế an lập hữu tình làm trụ nơi thật tế? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng lý không nên an lập thật tế trụ nơi thật tế, cũng không nên an lập tự tánh trụ nơi tự tánh. Nhưng vì các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo nên có thể an lập hữu tình, làm cho trụ nơi thật tế mà hữu tình tế chẳng khác thật tế. Như vậy, này thiện hiện, hữu tình tế và thật tế không hai không khác. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là phương tiện thiện xảo của đại Bồ Tát khi hành bát nhã và làm mật đa sâu xa? Do oai lực của phương tiện thiện xảo này nên an lập hữu tình làm cho chúng trụ nơi thật tế nhưng không làm hoại tướng của thật tế. Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã và làm mật đa sâu xa, từ lúc mới phát tâm đã thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, do oai lực của phương tiện thiện xảo này nên an lập hữu tình làm cho họ trụ nơi pháp bố thí. Các hữu tình kia trụ nơi pháp bố thí rồi, đại Bồ Tát vì họ mà nói tướng bố thí ở chặng đầu giữa sau không sai khác. Nói như vậy, pháp bố thí như vậy ở chặng đầu giữa sau đều không, người thí người nhận, kết quả đem bố thí cũng đều không. Tất cả như vậy ở nơi thật tế đều vô sở hữu, đều bất khả đắc. Các ông không nên chấp có người bố thí, người nhận, quả thí, thật tế khác nhau. Nếu các ông không chấp vào sự bố thí, người nhận, quả thí, thật tế đều khác nhau, thì sự tu phước do bố thí sẽ đạt đến cam lồ, và được cam lồ đều nhờ vào cam lồ mà được giải thoát. Lại nói như vậy, các ông làm phước do bố thí nhưng không chấp vào sắc uẩn cho đến thức uẩn, không nên chấp nhãn xứ cho đến ý xứ, không nên chấp sắc xứ cho đến pháp xứ, không nên chấp nhãn giới cho đến ý giới, không nên chấp sắc giới cho đến pháp giới, không nên chấp nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không nên chấp nhãn xúc cho đến ý xúc, không nên chấp các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không nên chấp địa giới cho đến thức giới, không nên chấp nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, không nên chấp các pháp theo duyên sanh ra, không nên chấp vô mình cho đến lão tử, không nên chấp bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, không nên chấp pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không nên chấp trần như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không nên chấp thánh đế khổ tập diệt đạo, không nên chấp bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không nên chấp bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không nên chấp pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không nên chấp tám giải thoát cho đến mười biến xứ, không nên chấp tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, không nên chấp cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không nên chấp tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, không nên chấp năm loại mắt, sáu phép thần thông, không nên chấp mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không nên chấp đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, không nên chấp 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp, không nên chấp pháp không quên mất tánh luôn luôn xả,
Không nên chấp trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không nên chấp quả dự liêu cho đến độc giác Bồ Đà, không nên chấp hạnh của Đại Bồ Tát, không nên chấp quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, không nên chấp pháp hữu lậu và vô lậu, không nên chấp pháp thế gian và xuất thế gian, không nên chấp pháp hữu vi và vô vi. Vì sao? Vì tất cả bố thí tánh không, tất cả người thí tánh không, tất cả người nhận tánh không, tất cả quả thí tánh không. Bố thí tánh không thì người thí, người nhận và các quả thí đều bất khả đắc. Vì sao? Các pháp như vậy, tự tánh đều khác nhau, đều hoàn toàn không, trong hoàn toàn không, các pháp như vậy đều bất khả đắc. Do các pháp bất khả đắc, nên pháp được cũng bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, từ lúc mới phát tâm thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, do oai lực của phương tiện thiện xảo này, nên an lập hữu tình làm cho họ an trụ nơi tịnh giới. Các hữu tình kia trụ nơi tịnh giới rồi, đại Bồ Tát nói: từ nay các ông đối với tất cả hữu tình nên sanh tâm thương xót, xa lìa sự giết hại sanh mạng, nói rộng cho đến xa lìa tà kiến, tu hành chánh kiến. Vì sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh, các ông chẳng nên phân biệt chấp trước. Các ông phải nên quan sát đúng lý pháp nào gọi là sanh mà muốn hại mạng ấy, lại do duyên nào mà hại mạng sống ấy, nói rộng cho đến pháp nào gọi là cảnh bị tà kiến, muốn sanh tà kiến thì do duyên nào mà sanh tà kiến, tất cả như vậy tự tánh đều không. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, nên thành thục hữu tình một cách hoàn toàn, đem vô lượng pháp môn vì họ mà giảng thuyết bố thí và quả tịnh giới đều bất khả đắc, làm cho họ biết rõ bố thí và quả tịnh giới tự tánh đều không. Hữu tình đã biết rõ sự tu bố thí và quả tịnh giới tự tánh không rồi, nên ngay trong pháp không sanh chấp trước. Do không chấp nên tâm không tán loạn, tâm không tán loạn nên có thể phát sanh diệu tuệ. Nhờ diệu tuệ này đã trừ được tùy miên và các sự trói buộc rồi, nên nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn. Thiện hiện nên biết, sự giảng thuyết như vậy đều nương vào thế tục, chẳng nương nơi thắng nghĩa. Vì sao? Vì trong pháp không không có mảy may pháp nào khả đắc, hoặc đã niết bàn, hoặc đang niết bàn, hoặc sẽ niết bàn, hoặc người niết bàn, hoặc do đây nên được nhập vào niết bàn, vân vân. Tất cả như thế đều vô sở hữu, đều hoàn toàn không, tánh hoàn toàn không, tức là niết bàn. Nhưng lìa pháp không này sẽ không có thật pháp niết bàn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, từ lúc mới phát tâm thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, do oai lực của phương tiện thiện xảo này, nên thấy các hữu tình tâm nhiều giận dữ, nên thương xót dùng phương tiện giáo giới nói như vậy: từ nay các ông nên tu an nhẫn, vui pháp an nhẫn, điều phục tâm mình, thọ hành an nhẫn. Pháp mà các ông đã giận dữ, tánh đều không, tại sao đối với pháp ấy sanh tầm giận dữ? Các ông phải nên quán sát đúng lý. Ta do pháp nào mà sanh giận dữ, ai giận dữ với ai, vân vân. Các pháp như vậy, bản tánh đều không. Bản tánh pháp không chưa từng chẳng không, tánh không như vậy chẳng phải Như Lai tạo ra, chẳng phải Bồ Tát tạo ra, chẳng phải độc giác tạo ra, chẳng phải Thanh Văn tạo ra, cũng chẳng phải dòng thần, nói rộng cho đến người chẳng phải người tạo ra, cũng chẳng phải trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ tạo ra. Các ông phải nên quán sát đúng lý, giận dữ như vậy do đâu sanh ra, lại thuộc vào ai, đối với ai mà sanh, sẽ thu nhận quả gì, hiện tại được lợi ích gì. Tất cả pháp này bản tánh đều không, chẳng phải trong tánh không có sự giận dữ, vì vậy phải tu an nhẫn để làm lợi ích cho chính mình. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng, an lập hữu tình nơi lý tánh không, nhân quả tánh không, tuần tự đem quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chỉ bày khuyên bảo, khen ngợi, vui mừng, làm cho an trụ hoàn toàn, mau được chứng quả. Thiện hiện nên biết, sự giảng thuyết như vậy đều nương vào thế tục,
chẳng nương nơi thắng nghĩa. Vì sao? Vì trong bản tánh không, không có người chứng, pháp được chứng, thời gian chứng, nơi chốn để chứng đều không thật có. Thiện hiện nên biết, đây gọi là lý thật tế bản tánh không. Các đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình, nên nương vào lý thật tế bản tánh không này mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhưng chẳng đắc hữu tình và sự hoạt động của chúng. Vì sao? Vì tất cả pháp đều lìa các hữu tình, hữu tình lìa pháp, nên bất khả đắc. Pháp và hữu tình do đối đãi nhau mà lập nên, nương vào thắng nghĩa nên nói tất cả đều không. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, từ lúc mới phát tâm thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, do oai lực của phương tiện thiện xảo này nên thấy các hữu tình thân tâm lười biếng thối lui không tinh tấn, nên dùng phương tiện khuyên bảo dẫn dắt làm cho họ phát khởi thân tâm tinh tấn đủ các thiện pháp. Nói như vậy, các thiện nam tử hãy nên tin thọ sâu xa trong bản tánh không, không có pháp lười biếng, không có người lười biếng, không có lúc lười biếng, không do pháp này mà sanh lười biếng. Tất cả như vậy bản tánh đều không, không vượt qua, không lý lẽ. Các ông nên phát khởi thân tâm tinh tấn, xả bỏ sự lười biếng, xin tu thiện pháp, nghĩa là tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc tu pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, hoặc trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, hoặc trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, hoặc tu tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, hoặc tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, hoặc tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc tu 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc tu 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, hoặc tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, hoặc tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, hoặc tu tất cả hạnh của đại bồ tát, hoặc tu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, hoặc tu vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Hãy nên tinh tấn chớ sanh lười biếng, nếu sanh lười biếng thì chịu khổ vô cùng. Các thiện nam tử, tất cả pháp này bản tánh đều không, không có các sự chướng ngại. Các ông nên quan sát đúng lý trong bản tánh không, không có sự chướng ngại, không có pháp lười biếng, không có người lười biếng, không có lúc lười biếng, không có nhân duyên lười biếng, vân vân, đều bất khả đắc. Như vậy này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng, an lập hữu tình, làm cho trụ vào lý các pháp bản tánh không, tuy làm cho an trụ nhưng không có hai tưởng. Vì sao? Vì lý bản tánh không, không hai không khác, chẳng phải đối trong pháp không hai mà phát sanh hai tưởng. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nương nơi bản tánh không, giáo hóa truyền trao cho các loài hữu tình, làm cho họ siêng năng tu học. Nói như vậy, các thiện nam tử, các ông đối với thiện pháp này phải siêng năng tu học. Nếu khi hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, thì đối với các pháp này không nên tư duy tướng hai hay không hai. Nói rộng cho đến, nếu khi tu vô lượng vô biên các Phật pháp khác, thì đối với các pháp này cũng không nên tư duy tướng hai hay không hai. Vì sao? Các thiện nam tử, vì các pháp như vậy bản tánh đều không, vì lý bản tánh không, nên không tư duy tướng hai hay không hai. Như vậy này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng, hành hạnh Bồ Tát thành thục hữu tình, các loại hữu tình đã được thành thục rồi, tùy theo chỗ thích ứng của họ tuần tự giáo hóa, làm cho an trụ quả dự lưu, hoặc trụ quả nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề, hoặc trụ vào các địa vị đại Bồ Tát, hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, từ lúc mới phát tâm thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, do oai lực của phương tiện thiện xảo này nên thấy các hữu tình tấp nhiều tán loạn, đối với các dục cảnh không kiềm chế các căn, phát sanh các nghiệp không thanh tịnh. Bồ Tát thấy rồi dùng phương tiện giáo giới truyền trao, làm cho họ nhập vào thắng định, nói như vậy.
Các thiện nam tử hãy đến đây, các ông nên tu tập tam ma địa thù thắng, không nên sanh tâm tán loạn, nên tưởng thắng định. Vì sao? Vì các pháp như vậy, bản tánh đều không. Trong bản tánh không, không có pháp khả đắc, không có pháp tán loạn, hoặc nhất tâm. Nếu các ông có thể an trụ vào thắng định này, thì làm các việc thiện mau được thành tựu viên mãn, và tùy theo sự mong cầu đều trụ vào bản tánh không. Các việc thiện đã làm là như thế nào? Nghĩa là phát sanh nghiệp tịnh thắng, nơi thân khẩu ý, hoặc là tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến tu hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, hoặc thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Tất cả thiện pháp tịnh thắng như vậy, do oai được thắng định, nên mau thành tựu viên mãn và tùy theo sở nguyện trụ vào bản tánh không. Như vậy này thiện hiện, các đại bồ tát hành bát nhã và làm mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo vì muốn làm lợi ích cho các loài hữu tình, nên từ lúc mới phát tâm cho đến cuối cùng làm các việc thiện lợi luôn không ngừng nghỉ. Vì muốn làm lợi ích an vui cho các hữu tình, nên từ cõi Phật này đến cõi Phật khác gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, lắng nghe chư Phật thuyết giảng chánh pháp, trải qua vô số kiếp già thân, thọ thân, cho đến khi thành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Ở trong giai đoạn ấy quyết chẳng quên mất, đại bồ tát này được Đà La Ni, căn thân khẩu ý thường không suy giảm. Vì sao? Vì đại bồ tát này thường tu trí nhất thiết tướng một cách hoàn toàn, các việc làm suy lượng hoàn toàn. Do tu trí nhất thiết tướng và việc làm suy lượng hoàn toàn, nên đối với tất cả đạo đều có thể tu tập, đó là đạo Thanh Văn, đạo Độc Giác, đạo Bồ Tát, đạo Như Lai, đạo Thắng Thiên, đạo Thắng Nhân, đạo Thần Thông Thù Thắng của các Bồ Tát. Đại Bồ Tát này do trụ vào đạo Thần Thông Thù Thắng, nên thường làm các việc lợi ích cho các hữu tình. Dù phải nhiều kiếp trôi lăn trong vòng sanh tử, nhưng Thần Thông Thù Thắng thường không suy giảm. Vì không suy giảm dị thục thần thông, nên thường làm các việc lợi ích thù thắng cho mình và người. Như vậy, này thiện hiện, các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, trụ vào bản tánh không, dùng phương tiện thiện xảo làm lợi ích cho các loài hữu tình một cách hoàn toàn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, từ lúc mới phát tâm thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, do oai lực của phương tiện thiện xảo này nên trụ vào bản tánh không, thấy các hữu tình trí tuệ cạn cợt, ngu si điên đảo, gây nhiều ác nghiệp, bồ tát giáo hóa truyền trao phương tiện dìu dắt chúng vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, nói như vậy: các thiện nam tử nên tu bát nhã ba la mật đa, quán tất cả pháp bản tánh đều không. Nếu các ông có thể tu được bát nhã ba la mật đa này và quán tất cả pháp bản tánh đều không, thì sự tu hành về nghiệp thân khẩu ý sẽ đạt đến cam lồ, được cam lồ và đều nhờ vào cam lồ mà được giải thoát. Các thiện nam tử, tất cả pháp này bản tánh đều không, trong bản tánh không hữu tình và pháp tùy bất khả đắc, nhưng sự tu hành cũng chẳng suy giảm. Vì sao? Này thiện nam tử, lý bản tánh không, không tăng không giảm, trong bản tánh không, không có pháp tăng giảm, không có người tăng giảm. Vì sao? Về lý bản tánh không, chẳng phải có tự tánh, chẳng phải vô tự tánh, lìa các sự phân biệt, đoạn các hí luận, nên ở trong ấy không có pháp tăng giảm, không có người tăng giảm, do đây việc làm cũng không suy giảm. Vì vậy các ông nên tu bát nhã ba la mật đa, quán bản tánh không, làm việc đáng làm. Như vậy này thiện hiện, các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo giáo giới truyền trao cho các loài hữu tình, làm cho họ an trụ vào bát nhã ba la mật đa, trụ vào bản tánh không, tu các nghiệp lành. Thiện hiện nên biết, đại bồ tát này giáo hóa truyền trao cho hữu tình như vậy, tu các nghiệp lành luôn không lười biếng, nghĩa là tự mình thường hành 10 thiện nghiệp đạo cũng khuyên người khác hành 10 thiện nghiệp đạo. Tự mình giữ gìn năm giới cận sự cũng khuyên người khác giữ gìn năm giới cận sự. Tự mình giữ gìn 8 giới cận sự cũng khuyên người khác giữ gìn 8 giới cận sự. Tự mình thọ trì các giới xuất gia cũng khuyên người khác thọ trì các giới xuất gia. Tự mình tu hành 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc cũng khuyên người khác tu hành 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc. Tự mình tu hành 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo
cũng khuyên người khác tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tự mình tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng khuyên người khác tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tự mình tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng khuyên người khác tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, tự mình an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng khuyên người khác an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, tự mình an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng khuyên người khác an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, tự mình an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng khuyên người khác an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, tự mình tu hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng khuyên người khác tu hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, tự mình tu hành các địa vị Bồ Tát, cũng khuyên người khác tu hành các địa vị Bồ Tát, tự mình tu hành pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng khuyên người khác tu hành pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, tự mình tu học năm loại mắt sáu phép thần thông, cũng khuyên người khác tu học năm loại mắt sáu phép thần thông, tự mình tu học 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng khuyên người khác tu học 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tự mình tu học đại từ đại bi đại hỷ đại xả, cũng khuyên người khác tu học đại từ đại bi đại hỷ đại xả, tự mình tu học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, cũng khuyên người khác tu học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, tự mình tu học trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, cũng khuyên người khác tu học trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, tự mình tu học 32 tướng 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, cũng khuyên người khác tu học 32 tướng 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, tự mình nỗ lực tu quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, nhưng không trụ vào quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, cũng khuyên người khác nỗ lực tu quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, hoặc làm cho họ an trụ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, tự mình phát sanh các hạnh của đại bồ tát, cũng khuyên người khác phát sanh các hạnh của đại bồ tát, tự mình phát sanh đạo quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, cũng khuyên người khác phát sanh đạo quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Như vậy này thiện hiện, các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo tự mình tu nghiệp lành, luôn không biếng nhác, giáo giới truyền trao cho các loài hữu tình, cũng tu theo nghiệp lành thường không biếng nhác. Này thiện hiện, đây gọi là các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo do oai lực của phương tiện thiện xảo này, nên an lập hữu tình, làm cho họ trụ nơi thật tế, nhưng không làm hoại tướng thật tế, mau chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp bản tánh đều không, trong bản tánh không có hữu tình và pháp đều bất khả đắc, bởi vì trong ấy cũng không vì pháp, nên đại bồ tát làm sao vì các hữu tình cầu mau chứng trí nhất thiết trí? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các pháp chứng được bản tánh đều không, trong bản tánh không hữu tình và pháp đều bất khả đắc, bởi vì trong ấy cũng không phi pháp. Thiện hiện nên biết, nếu tất cả pháp tánh chẳng không, thì các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không nên an trụ vào lý bản tánh không, cầu mau chứng được trí nhất thiết trí. Vì sự lợi ích cho hữu tình mà thuyết pháp bản tánh không, bởi tất cả pháp bản tánh đều không, cho nên các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa an trụ vào lý của tất cả pháp bản tánh đều không, để cầu mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì làm lợi ích cho hữu tình mà thuyết pháp bản tánh không, các pháp bản tánh đều không là như thế nào mà các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết rõ bản tánh không rồi an trụ vào bản tánh không ấy vì các hữu tình mà thuyết pháp. Thiện hiện nên biết, sắc cho đến thức bản tánh đều không, nhãn xứ cho đến ý xứ bản tánh đều không, sắc xứ cho đến pháp xứ bản tánh đều không, nhãn giới cho đến ý giới bản tánh đều không, sắc giới cho đến pháp giới bản tánh đều không, nhãn thức giới cho đến ý thức giới bản tánh đều không, nhãn xúc cho đến ý xúc bản tánh đều không, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra bản tánh đều không.
Địa giới cho đến thức giới, bản tánh đều không. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, bản tánh đều không. Các pháp theo duyên sanh ra, bản tánh đều không. Vô minh cho đến lão tử, bản tánh đều không. Bố thí cho đến bát nhã, ba la mật đa, bản tánh đều không. Pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, bản tánh đều không. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị, bản tánh đều không. Thánh đế khổ tập diệt đạo, bản tánh đều không. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bản tánh đều không. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bản tánh đều không. Pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, bản tánh đều không. Tám giải thoát cho đến mười biến xứ, bản tánh đều không. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, bản tánh đều không. Cực hỷ địa cho đến Pháp Vân địa, bản tánh đều không. Pháp môn Đà La Ni, Pháp môn Tam Ma địa, bản tánh đều không. Năm loại mắt, sáu phép thần thông, bản tánh đều không. Mười lực Như Lai cho đến 18 Pháp Phật bất cộng, bản tánh đều không. Đại từ Đại Bi, Đại Hỷ Đại Xả, bản tánh đều không. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, bản tánh đều không. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, bản tánh đều không. 32 tướng, 80 vẻ đẹp, bản tánh đều không. Quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, bản tánh đều không. Tất cả hạnh của Đại Bồ Tát, bản tánh đều không. Quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, bản tánh đều không. Đoạn trừ tất cả sự tương tục của tập khí phiền não, bản tánh đều không. Trí nhất thiết trí, bản tánh đều không. Các Đại Bồ Tát thi hành bát nhã, ba la mật đa sâu xa, như thật biết sắc vân vân, năm uẩn nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, bản tánh là không rồi, trụ vào bản tánh không, vì các hữu tình mà giảng thuyết chánh pháp, bản tánh không như vậy. Lại nữa, này thiện hiện, nếu tánh pháp nội không, bản tánh chẳng không, cho đến tánh pháp vô tính, tự tính không, bản tánh chẳng không, thì các Đại Bồ Tát khi hành bát nhã và làm mật đa sâu xa, không nên vì các hữu tình mà giảng thuyết tất cả pháp bản tánh đều không. Nếu nói như thế thì tức là làm hoại bản tánh không. Nhưng lý bản tánh không không thể hoại, chẳng thường chẳng đoạn. Vì sao? Vì lý bản tánh không không có phương hướng, không nơi chốn, không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Lý không như vậy gọi là pháp trụ. Trong đây không pháp, không tụ, không tán, không giảm, không tăng, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, bản tánh trụ vào tất cả pháp. Các Đại Bồ Tát an trụ trong ấy, cầu mau chứng đắc trí nhất thiết trí, không thấy có pháp, có sự mong cầu chứng đắc, cũng không thấy có pháp, không có sự mong cầu chứng đắc, vì tất cả pháp đều vô sở trụ, nên gọi là pháp trụ. Các Đại Bồ Tát an trụ trong ấy, hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thấy tất cả pháp bản tánh không rồi, nhất định ở nơi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, quyết không thối chuyển. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này không thấy có pháp có thể chướng ngại. Vì thấy tất cả pháp không chướng ngại, nên đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không sanh nghi ngờ, cũng không thối chuyển. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát trụ trong tất cả pháp bản tánh không, quán bản tánh không đều vô sở đắc, nghĩa là ngã hữu tình nói rộng cho đến người biết người thấy, và sự hoạt động kia đều bất khả đắc. Sắc cho đến thức và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, nhãn xứ cho đến ý xứ và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, sắc xứ cho đến pháp xứ và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, nhãn giới cho đến ý giới và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, sắc giới cho đến pháp giới và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, nhãn thức giới cho đến ý thức giới và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, nhãn xúc cho đến ý xúc và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Địa giới cho đến thức giới và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Các pháp theo duyên sanh ra và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Vô minh cho đến lão tử và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị, và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Thánh đế khổ tập diệt đạo và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc.
Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Tám giải thoát cho đến 10 biến xứ và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Từ hỷ địa cho đến Pháp vân địa và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Pháp môn Đà La Ni, Pháp môn Tam Ma địa và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Năm loại mắt, sáu phép thần thông và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. 10 lực Như Lai cho đến 18 Pháp Phật bất cộng và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Đại từ đại bi, đại hỷ đại xả và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Tất cả hạnh của Đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Pháp hữu lậu vô lậu và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Pháp thế gian xuất thế gian và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Pháp hữu vi vô vi và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Thiện hiện nên biết ví như có Như Lai ứng chánh đẳng giác, hóa làm bốn chúng là bí xô, bí xô ni, cận sự nam, cận sự nữ. Giả sử có vị hóa Phật sống lâu một kiếp hoặc hơn một kiếp vì bốn chúng được hóa ấy, mà giảng thuyết chánh pháp, ý ông thế nào hóa chúng như thế, có thể chứng được quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất hoàn, quả A-la-hán, quả bồ đề, cho đến chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bất thối chuyển không, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn không chứng được, vì sao? Vì những chúng biến hóa này đều không thật, chẳng phải pháp không thật mà có thể được thọ ký bất thối chuyển. Phật dạy: Này thiện hiện, các pháp cũng vậy, bản tánh đều không, quyết không thật sự. Đối với Đại Bồ Tát nào, vì các hữu tình mà giảng thuyết những pháp gì có thể làm cho họ chứng đắc quả dự lưu cho đến được thọ ký bất thối chuyển? Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát tuy vì hữu tình giảng thuyết pháp không, nhưng các hữu tình thật bất khả đắc, vì thương xót họ bị đọa trong pháp điên đảo, nên cứu vớt, làm cho trụ vào pháp không điên đảo. Pháp không điên đảo là pháp không còn phân biệt, không còn phân biệt tức là không điên đảo. Nếu người nào còn phân biệt thì còn điên đảo và còn trong quả đẳng lưu. Thiện hiện nên biết điên đảo tức là pháp không điên đảo. Trong không điên đảo không có ngã và hữu tình, nói rộng cho đến không có người biết người thấy, cũng không có sắc uẩn cho đến thức uẩn, cho đến cũng không có 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Thiện hiện nên biết vô sở hữu này là bản tánh không. Các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa an trụ trong đây, thấy các hữu tình đọa vào tưởng điên đảo, dùng phương tiện thiện xảo độ họ được giải thoát. Nghĩa là giải thoát không có ngã, tưởng có ngã, nói rộng cho đến không có người thấy biết tưởng có người thấy biết. Cũng giải thoát không có sắc tưởng có sắc, nói rộng cho đến không có 80 vẻ đẹp tưởng có 80 vẻ đẹp. Cũng làm cho giải thoát năm thủ uẩn vân vân, các pháp hữu lậu, giải thoát bốn niệm trụ vân vân, các pháp vô lậu. Vì sao? Vì bốn niệm trụ vân vân, các pháp vô lậu chẳng phải là thắng nghĩa, vô sanh, vô diệt, vô tướng, vô vi, vô hí luận, vô phân biệt. Vì vậy nên giải thoát các pháp trên. Trần thắng nghĩa tức là bản tánh không. Bản tánh không ở đây tức là sự tu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chư Phật. Thiện hiện nên biết trong đây không có ngã cho đến người thấy có thể đắc, không có sắc uẩn cho đến thức uẩn có thể đắc, không có nhãn xứ cho đến ý xứ có thể đắc, không có sắc xứ cho đến pháp xứ có thể đắc, không có nhãn giới cho đến ý giới có thể đắc, không có sắc giới cho đến pháp giới có thể đắc, không có nhãn thức giới cho đến ý thức giới có thể đắc, không có nhãn xúc cho đến ý xúc có thể đắc, không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc. Cũng không địa giới cho đến thức giới có thể đắc, không có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên có thể đắc, không có các pháp theo duyên sanh ra có thể đắc, không có vô minh cho đến lão tử, cũng không. Không có bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không, không có pháp nội không cho đến Phật